5 dấu hiệu cho thấy bạn đang có một người bạn thân đích thực. Hi everyone, Saturday. Dấu hiệu đầu tiên là các bạn có thể giao tiếp với nhau mà không cần nói chuyện, tức là chỉ cần một cái nhún vai, nghiêng đầu, thậm chí gật gù thế này thôi cũng đã đủ tạo ra một cuộc hội thoại rồi. Dấu hiệu tiếp theo là cả hai có thể giao tiếp về tất cả mọi thứ trên đời mà không bao giờ sợ bị người kia đánh giá. Dấu hiệu thứ ba là bạn hoàn toàn có thể dũng cảm cho những lời khuyên vã vào mặt nhau, tức là hai người đủ hiểu nhau tới mức mà sẽ không hoàn toàn tin tưởng câu chuyện của bạn mình nói, mà sẽ hiểu rằng, nếu như nó nói như vậy, nghĩa là có thể nó hơi làm quá, hoặc là trong trường hợp này nó đang suy nghĩ không đúng, và bạn hoàn toàn dũng cảm nói lên quan điểm đó với nhau mà không sợ bị mất lòng. Bởi vì lòng tin hai người dành cho nhau là tuyệt đối. Dấu hiệu thứ tư đó là các bạn dành thời gian trung bình 1 tháng để chơi và nói chuyện với nhau còn nhiều hơn cả thời gian trung bình các bạn dùng để ngủ. Dấu hiệu thứ năm là cả hai sẽ chia sẻ một bí mật chung mà cả thế giới không hề được biết, tức là mọi người không bao giờ nắm rõ được nội dung chi tiết của câu chuyện, nhưng cả hai người thì có. Và nếu như bạn có từ 3 điều trở lên thì xin chúc mừng, bạn đang có một người bạn thân đích thực, và hãy tag người đó cũng như share video này nhé.